Như vậy các vị vãng sanh trong trường hợp nào? Trong hóa sanh hay trong thai sanh? Hả? Chắc như vậy không? Hóa sanh tức là tự nhiên nó đủ công đức ở trong một niệm hóa sanh ở trong hoa sen. Có phải vậy không? Mà có ai ở trên cõi cực lạc có thai sanh không? Nói tầm bậy rồi. Trong kinh cực lạc, trên cõi cực lạc có cái vùng đó gọi là biên địa hà tiện. Cái vùng biên địa của cực lạc, chúng sinh hóa gì? Thai sinh ở trong gì? Trong lầu vàng điện cát. Cái đây là một cái điểm mà chúng ta để ý mới thấy, không để ý không thấy. Chúng ta lật cái bộ kinh Đại Biểu Tích, nó có 9 quyển, các vị lật cái quyển thứ nhất và phần cuối cùng. Các vị sẽ thấy một đoạn giáo lý này, cũng 5-7 trang giấy. Đức Phật nói chỗ đó rất là rõ. Và người này hóa sanh, chỉ là người này thai sinh ở trong cung điện chứ không phải thai sinh trong lòng mẹ. Tức là tự nhiên họ chết, họ thấy họ sinh ra ở trong cái cung điện đó. Mà cung điện đó họ chấp nhận nó là nhà của họ. Và ở chỗ đó họ không được gặp Phật, không được nghe pháp, không được gần gũi các vị A-la-hán, giống như họ bị giam tù hãm trong đó. Một thái tử con của trời Đế Thích khi phạm tội thì bác đem giam ở đâu? Ở trong ngục. Và trong ngục bác giam xiềng xích. Xiềng xích bằng cái gì? Cái xiềng xích bằng vàng. Tường thì bằng pha lê sa cừ mã não sang hô phách. Nếu như bây giờ mình trong cái ai giam mình như thế thì quá sướng phải không? Mình được trói lại bằng gì? Chứ nếu như các vị không có sung sướng, làm sao các vị đi mua cái dây gì cột vô cổ đây? Phải không? Cột cho cái cổ này cũng rất nhiều tiền hết chứ. Tự nhiên cổ mình thoải mái phải cột vô, rồi đeo chỗ này. Thậm chí tôi trẻ nhiều khi dùi lỗ mũi đeo vô nữa. Chúng ta thấy không? Tức là chúng ta yêu thích ngọc ngà châu báu. Nếu như thái tử của trời Đưa Thích bị giam thì bị xiềng xích bằng cái xích bằng vàng, và tường nhà thì được bằng thất bảo trang nghiêm. Nhưng mà thái tử không có thích, bởi vì đó là sự tù ngục. Cũng như vậy, chúng sinh ở tại cõi cực lạc vùng biên địa, họ tất nhiên không bao giờ thích ở trong những lầu vàng điện cát đó. Tâm của họ muốn được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp A-la-hán thiện thần. À, do vậy cho nên họ ở trong khổ đau. Và chúng ta đặt câu hỏi, cái gì có nhân thì có quả, có quả thì có nhân, không phải tự nhiên mà sinh ra. Thế thì tại sao thiên chúng ở tại chỗ đó, họ ở trong hoàn cảnh đó? Vì sao? Bởi vì họ không có lãnh hội được Phật trí. Họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ ngồi thiền, họ làm đủ thứ việc công quả chùa chiền. Nhưng mà họ không có lãnh hội Phật trí. Cho nên nhờ công đức niệm Phật, nhờ việc phước thiện đó mà cũng được sinh ở tại cõi cực lạc. Nhưng mà không gặp Phật Pháp Tăng. Tại sao bây giờ họ không lãnh hội Phật trí? Khi nào họ được gặp Phật Pháp Tăng? Chỉ khi nào trong tâm họ khởi tâm niệm muốn lãnh hội Phật trí, thì lúc đó tự nhiên họ sẽ thoát khỏi cái lầu vàng điện cát đó, và họ sinh thẳng vô ở trong nước cực lạc. Họ ở trong cái gì? Ở trong hoa sen. Họ được gặp Phật, nghe Pháp. Đó là điều kiện. Như vậy thì thưa các vị, làm sao chúng ta có được Phật trí? Chúng ta phải đi dự Pháp hội. Hiểu không? Nếu như các vị không học Phật Pháp, làm sao các vị lãnh hội được Phật trí? Cho nên thầy không có ý bài bác cái này cái kia, nhưng mà nhân nào thì quả đó. Cho nên thầy khuyên một lần nữa, thầy sợ nhất là các cô cứ cắm đầu vô trong cái nhà bếp, cứ cắm cụi trong cái chùa, vô không biết cứ cắm cụi trong chùa, vô chùa cắm cụi không biết đó. Làm có phước chứ, cũng niệm Phật tinh tấn như vậy, cũng tụng kinh như vậy, nhưng mà cái quả như thế thì nó uống cho cuộc đời của mình. Các vị nghĩ đi, bây giờ nếu như có một cái con ngựa mà người ta nuôi ở trong trại, nó chỉ biết chạy thôi, và một hôm nọ người ta cháy nhà, người ta cứu nó không kịp, người ta thả nó cho nó chạy ra khỏi chuồng, và sau đó người ta phát hiện nó chết trong đám cháy. Là vì sao? Bởi vì nó thiếu bản năng sinh tồn. Nó được người ta nuôi dưỡng ăn uống đầy đủ và nó chỉ biết chạy trên đường đua thôi. Hoặc là có một người nào đó mà cha mẹ đầy đủ tiền của, nuôi đầy đủ con cái, nó không bao giờ lo thiếu tiền.
Và nếu như nó có đi làm hay không làm thì cũng bao nhiêu đó thôi. Thế là cái việc học hay không học của nó không quan trọng. Các vị cứ thử so sánh với một người mà không chấp nhận số phận của mình. Người này họ nỗ lực bằng mọi cách để họ phấn đấu học tập, họ cần mẫn lao động làm việc, họ tiến lên. Như vậy, hai người này, hai cái khả năng sinh tồn khác nhau hoàn toàn. Phải không? Hai khả năng sinh tồn khác nhau hoàn toàn. Thì cũng như vậy, ở tại biên địa cực lạc, người ta ở chỗ đó, và nói chung trên cõi cực lạc, người ta tu bao nhiêu? Người ta tu 10 năm, bằng ở cõi này chỉ có một ngày thôi. Tại vì sao? Bởi vì cõi đó không có việc ác, thành ra người ta tu không tu cũng bao nhiêu đó, cái mức độ tiến bộ của tâm nó như vậy thôi. Còn các vị ở đây, phấn đấu rất nhiều, phấn đấu rất nhiều, gạt bỏ rất nhiều mọi thứ. Nếu như các vị không gạt bỏ, thầy tin chắc rằng các vị không đến pháp hội được. Cuộc sống chúng ta có rất nhiều thứ bao vây, có rất nhiều thứ ràng buộc. Thậm chí mình sinh hoạt ở trong một ngôi chùa, mình cũng còn bị ràng buộc cái chùa đó nữa đó. Chứ đừng nói là ràng buộc ở tại nhà. Thầy thấy phi lý quá. Thời gian trói buộc khổ đau rồi, vuông chùa cũng bị trói buộc cái chùa đó nữa. Mình đi sinh hoạt mình sợ ông thầy buồn. Mình thấy ông thầy đó mình lúi lúi, mình tránh tránh đi. Mình cúng dường mình cũng sợ. Sợ ông thầy đó mình nghĩ sao ông cúng cho ông cúng mình ông buồn. Tự nhiên nó ràng buộc cho rất nhiều thứ. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng để mình trói buộc trong những hoàn cảnh như vậy. Chúng ta phát tâm học Phật Pháp. Và chúng ta quyết định bỏ đi những sự trói buộc. Và hôm nay, nếu như hôm nay mà ai mà đi không đi á, thì các vị nên nghe đĩa lại. Đây là một chỗ mà thầy nói cho các vị nghe. Chỗ này thầy đọc sách thì cũng không có nhiều. Không biết các vị có đọc nhiều hay không. Thầy nói các vị có đọc rồi thì chỉ cho thầy. Chứ thầy chưa thấy sách nó viết. Tức là tu hành lục độ ba la mật ở trong một niệm. Các vị nghe cho nó chưa? Chưa nghe hả? Lục độ ba la mật trong một niệm được thể hiện như thế nào? Đây là một sự tu tập, một sự nghiêng ngẫm, một sự quán chiếu. Thầy ngồi ở đây, thầy không có trình bày cho các vị nghe trên sách vở. Mà thầy thưa rằng, thầy trình bày bằng nội tâm và bằng sự trải nghiệm của chính tâm mình. Cho nên ngay từ đầu gặp nhau, thầy đã thưa với các vị rồi, thầy không có được học hành tứ tế. Thầy nói cái chữ thầy không có biết ngỏ đâu. Nhưng mà cái thời gian ngồi im, nghiêng ngẫm và quán chiếu từng niệm sinh diệt, thì thầy có thừa chuyện này để trình bày cho các vị nghe. Hôm nay thầy trình bày cho các vị nghe một niệm trong lục độ ba la mật như thế nào. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, gì nữa? Nhẫn nhục ba la mật và trí tuệ ba la mật. Phải không? Đó gọi là lục bộ ba la mật của một vị Bồ Tát. Hôm nay thưa các vị, nếu như các vị tham công tiếc việc, các vị tham giữ những cái mối quan hệ xã hội, gia đình, con cái, nếu không nó buông, mình muốn giữ những cái tình cảm đó, mình giữ những cái công ăn việc làm, mình giữ những cái chuyện này chuyện kia, mình còn tham luyến cái thế gian này, đó không phải là bố thí. Đúng không? Các vị chấp nhận bỏ đi những cái khiếm khuyết đó, chấp nhận bỏ đi những sự ràng buộc đó, những cái sở hữu về tình cảm, về thân nhân, về nhà cửa, về tiền của, các vị bỏ đi, quyết định tới đây để học đạo. Như vậy đó không phải là bố thí này còn gì. Phải không này? Và cái mục đích chúng ta là bố thí tới mức nào? Tới thành tựu viên mãn. Có nhiều người đã có ý nghĩ đến đây dự pháp hội. Sau một thời gian 6-7 tháng trời hay là 3-4 tháng trời, bắt đầu cái tâm nó xói mòn đi, nó xói mòn đi. Gia duyên nó ràng buộc. Thế là mình không có hy sinh được, mình không bỏ được. Như vậy thì sao gọi là bố thí? Rồi, mình là một người Phật tử, mình phát tâm học Pháp, giữ giới trang nghiêm. Mình đi đạo tràng cũng là một hình thức tu tập giữ giới. Mình giới là gì? Là thanh lương, là mát mẻ. Cái bản chất của giới là làm lành lánh dữ. Mà mình còn luyến ái thế gian, mình không có quyết lòng từ bỏ để mình hướng tới sự giác ngộ vĩnh viễn. Thì đó không thể gọi là gì? Là trì giới được. Cho nên ở trong giới Bồ Tát quy định đó, chỗ nào mà có giảng pháp đại thừa, nhất là kinh điển đại thừa,
mà người không đi học nó là phạm giới Bồ Tát. Đúng vậy không ạ? À, tùy giới. Nếu như các vị không có siêng năng, không có thức khuya dậy sớm, không siêng năng, không sắp xếp công việc nhà, thì các vị cũng không đến đây để mà tu tập được. Như vậy đó gọi là không có gì tinh tấn. Và có những nghịch cảnh chịu sự thị phi, chuyện đông chuyện tây, nếu mình không ẩn nhẫn, mình nổi tâm nổi tức lên, buồn chán, mình cũng không đi dự pháp hội. Đó không phải là nhẫn nhục thì còn là gì? Rồi, tinh tấn. Tinh tấn, dĩ nhiên đến đây là phải siêng năng tinh tấn rồi. Và đặc biệt, mình nhìn thấy rõ cuộc đời giá tạm vô cùng. Cuộc đời nó giá tạm quá, nó trôi nhanh quá. Bây giờ thưa các vị biết mình đi đâu chưa? Một người có trí tuệ mà không có sợ rằng ngày mai đến mình đi đâu mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ còn mãi trên cuộc đời này. Nhưng xin thưa rằng cái chuyện đó, cái đạo lý đó đâu phải ai không hiểu. Mà hiểu mà tại sao mình không có giác ngộ được. Mình vẫn còn bị mê đắm. Như vậy, mình sẽ đi đâu vào đâu đây? Người có trí, họ lo sợ rằng sau khi họ từ bỏ thế gian này, họ đi đâu? Và không biết con đường đi là phải sợ. Phải sợ chứ. Còn các vị biết con đường đi rồi thì rất là bình thường. Nhưng mà chưa biết đi là phải sợ. Đừng nói chứ nhiều. Hồi khi mà thầy mới tới đây, là lên trên xe chạy, không biết mình chạy có đúng hay không. Trong lòng có lo sợ vô cùng. Vừa chạy xe mà vừa lo sợ. Nhưng mà khi nó quen rồi, mình biết đường rồi, mình thấy rất là bình thường. Thì cũng như vậy, người có trí biết sanh tử là nguy hiểm, mình sinh đâu vợ đâu mình không biết. Mình phải lo sợ. Mà lo sợ mình quyết định cầu giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Cầu giác ngộ vô thượng Bồ Đề thì đó là mình cầu Phật trí. Mà cầu Phật trí thì mình mới giải quyết được cái ưu tối của mình. Mình mới tránh được tình trạng là niệm Phật cầu vãng sanh mà sanh ở biên địa của cực lạc trí. Phải vậy không? Các vị hiểu ý thầy nói không ạ? À, đó là một điều rất quan trọng. Mà thưa các vị bây giờ mình nói rằng mình giữ giới sát sinh. À, thưa tôi nói chuyện bố thí cho nên vợ hiểu. Ví dụ như bây giờ mình bố thí, mình làm phước mà mình hồi hướng cho bản thân mình hay cho gia đình của mình thì cái tâm của mình nó sẽ hướng tới đâu? Nó hướng tới gia đình của mình. Phải không? Nó chỉ hướng trong gối gọn người thân của mình. Mà thêm một cái người hàng xóm vô là mình không chịu, mình tách người ta ra. Có phải không này? Rõ ràng khi mình hồi hướng cho thậm chí mình hồi hướng cho cứu quyền thất tổ thì cũng chỉ giới hạn trong cứu quyền thất tổ của mình thôi. Chứ không có cứu quyền thất tổ người ta được. Tại vì tâm của mình nó tới đó thôi mà. Thì tâm mình nó tới đó, phước của mình nó cũng sẽ tới đó. Và phước nó tới đó mà khi cứu quyền thất tổ, khi mà mọi thứ ấy, mà tan hỏi ra thì tất cả mọi thứ nó rã. Hiểu chưa? Cho nên bố thí ở cầu nguyện cho cứu quyền thất tổ, cho gia tộc của mình chỉ có phước trong ba đời. Mà nếu như mình hồi hướng tới chúng sinh trong pháp giới, chúng sinh trong pháp giới thì nhiều quá, không biết đâu là đâu. Và nó bao la vô cùng tận. Tâm của mình cũng hướng tới bao la vô cùng tận. Mà cái vô cùng tận đó là cái bất sanh bất diệt. Cho nên khi hồi hướng tới pháp giới thì mình hướng cái phước tới đâu? Tới ngày thành chánh đẳng chánh giác. À, nhưng mà thì cái mình hiểu như vậy thì mình làm việc phước, người ta cũng làm việc phước. Nhưng mà người biết làm phước thì phước nó sinh phước và rất nhiều. Còn người không biết làm phước tức là không biết dụng tâm thì mình ta làm cũng rất là vất vả nhưng mà phước không có bao nhiêu. Hiểu chưa nè? Thành ra cái việc chúng ta đi học rất là quan trọng. Và thầy thưa các vị, ai ai cũng trì chú Đại Bi. Nhưng được mấy người hiểu như thế nào về chú Đại Bi? Được hiểu như thế nào? Thần thái của chú Đại Bi, hoàn cảnh ra đời, vận dụng nó như thế nào, nghĩa lý màu nhiệm nó như thế nào? Chúng ta không có hình dung hết được. Cũng chẳng khác nào như chúng ta cầm một cái món đồ cổ trên tay mà chúng ta không có hình dung hết giá trị của nó. Chúng ta cầm một cái viên ngọc mà như là một đứa bé cầm viên ngọc thì nó không bằng viên kẹo. Trí của mình như thằng bươm thì chỉ sao? Thằng bươm nó đâu có thích ao sâu cá mè.
Nó không thích nó ba gì ba bò chín trâu gì, coi như là một bề gỗ lim thì nó không có thích, mà nó chỉ biết cái ném xôi với cái bụng của nó thôi. Cho nên cái trí của nó nhìn tới đó, mình cũng có cái trí mà nhìn ở trong ngũ dục này, giới hạn trong này, không có cái trí rộng ra. Các vị tác giùm cái điện thoại, trong đạo tràng tối kỵ chuyện này, tham gia bất cứ đạo tràng chỗ nào cũng vậy, đây là một cái điều nghiêm cấm. Thầy mong đạo tràng chúng ta ý thức sâu chỗ này, dứt khoát không có bước vào cửa là chúng ta đã chuyển điện thoại rồi. À, cho nên nó làm gián đoạn cái buổi nói chuyện, nó không hay. À, như vậy thì hôm nay chúng ta đến ở đây, pháp hội Quán Thế Âm này, thầy với các vị được gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Đây gọi là thiển giảng chứ không phải là giảng sâu và giảng rộng, hay là gọi là thiển giảng, tức là cưỡi ngựa xem hoa vào một bộ kinh mới, đó là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, A Di Đà Phật. Như vậy thì nói tới kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni là bản kinh trình bày cốt túy của chú Đại Bi, và chú Đại Bi ra đời ở trung tâm của kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Như vậy chúng ta hiểu là tại sao chúng ta tụng chú như vậy, chúng ta dụng tâm như thế nào và câu chú là như thế nào, thì giống như chúng ta đã ý thức được cái viên ngọc này giá trị tới đâu. Còn nếu như chúng ta không ý thức, chúng ta cặm cụi cứ tụng tụng hoài, tất nhiên nó cũng có giá trị, nhưng mà giá trị nó như viên kẹo thôi à. Nó xoa dịu một chút cái sở thích mình thôi, chứ không thể phát huy trở thành ngọc như ý được. À, thưa các vị, bản kinh này tên là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Có chỗ người ta gọi là Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi. Đó là cái tựa đề đủ của nó. Thầy đi từ từ cho các vị nghe, rồi xong rồi bắt đầu là chạy. Mình xe giống như xe vậy đó, mình vô số rồi nó chạy từ từ, nó chạy được rồi là mình chạy nhanh. Như vậy đầu tiên chúng ta hiểu thế nào gọi là kinh. Kinh nó có ba nghĩa: khế kê, khế lý và khế thời. Khế kê tức là lời của Phật nói hợp với mọi căn cơ của chúng sinh. Mọi quốc độ nào, tất cả con người đọc tới kinh ai cũng ngưỡng mộ. Thậm chí thưa rằng á, các cái tôn giáo khác người ta không có ưa gì đạo Phật, nhưng người ta không thể nào phủ nhận được giá trị của kinh Phật, của lời Phật dạy. Người ta không thích, người ta không theo, nhưng mà người ta không có thể nào người ta coi thường, bởi vì lời Phật dạy nó chuẩn xác với chân lý. Kinh nó hợp với khế cơ, hợp với khế lý, và nó đúng với mọi quốc độ và thời gian. Tuyệt vời lắm. Chúng ta dùng cái luật của Mỹ mà áp dụng Việt Nam không có được. Dùng cái luật Việt Nam mà áp dụng cho Mỹ không có được. Nhưng mà chúng ta dùng năm giới thì quốc độ nào cũng phù hợp. Tuyệt vời phải không? Năm giới là quốc độ nào cũng phù hợp. Bao nhiêu đó chúng ta thấy Phật trí vô biên. Mấy ngàn năm rồi, không cần thêm, không cần bớt gì cả. Tự nó hoàn thiện và đầy đủ hết thấy. Thế thì cái chữ kinh nó đầy đủ ba nghĩa: khế kê, khế lý và khế thời. Và ở đây Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát là chỉ cho ai? Chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt. Quán Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái ý nghĩa sâu rộng của nó. Quán Đại Viên Mãn mà vô ngại, không có chướng ngại. Đại Bi Tâm, Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là Đà La Ni gọi là tổng trì, thâu tóm hết tất cả pháp và nhiếp trì tất cả nghĩa, đó gọi là tổng trì hay gọi là Đà La Ni. Như vậy thì cái tên kinh như vậy được hình thành trên cơ sở nào? Ở trong tất cả kinh Phật có một cái công thức đặt tên kinh, đó là ba trường hợp: nhân, dụ và pháp. Nhân tức là người, dụ tức là ví dụ, và pháp tức là cái pháp môn. Đương nhân lập đề, chẳng hạn như là kinh A Di Đà thì sao chỉ có nói cái Phật A Di Đà thôi à? Đó là đương nhân, hay là đương pháp, hoặc là đương dụ, hoặc là nhân pháp lập đề, hay là nhân dụ lập đề, hay là cả ba tráo qua tráo lại như thế nào đó, nó được bảy phương pháp đặt tên kinh. Như vậy thì ở đây gồm cả ba vấn đề:
nhân, pháp và dụ. Nhân tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Còn pháp là gì? Hả? Pháp là gì? Chữ pháp đó là pháp tống trì Đà La Ni. Còn dụ tức là gì? Là quán đại viên mãn vô ngại đại bi. Được chưa? Như vậy thì nhân, pháp và dụ là cái điều kiện để đặt tên cho bản kinh này. Đây là những cái loại nó hơi trừu tượng mà có thể các vị ít nghe, nhưng mà thầy vẫn phải nói. Bởi vì hôm nay các vị đi học kinh chứ không phải các vị đi nghe giảng. Đi học kinh thì nó phải từng chữ, và khi mình đọc tới thì mình hình dung. Sau này mình đọc những bản kinh khác, mình cũng theo cái lập trình đó, theo cái công thức đó mà mình tự hiểu ra. Hiểu chưa này? Đó. Bản kinh này do Ngài Sa Môn Già Phạm Đạt Ma, người Tây Ấn Độ, Ngài đi từ Ấn Độ đến tại Trung Hoa vào đời nhà Đường. Ngài dịch bản kinh này sang chữ Hán, tức là từ tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn dịch sang chữ Hán. Và bản kinh này truyền đến tại Việt Nam, mà một vị dịch bản kinh này đạt nhất đó là Ngài Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài Thiền Tâm dịch bản kinh này rất là hay. Tuy nhiên nó có một cái chỗ mà nếu như vận dụng trong lễ nghi thì nó có cái gì đó nó hơi chưa ổn. Cho nên thầy cũng cố gắng thầy soạn thảo một chút xíu, tức là lấy như một cái đoạn nào đó hay của một vị hòa thượng khác cho thầy lắp ráp lại. Thầy chỉ là công tác biên soạn thôi. Và có một số chữ quý ngài dùng ngày xưa khó hiểu, thành ra thầy sửa lại một số chữ, nó không có khác nghĩa nhưng mà nó hợp với thời đại này, cho nên thầy chỉ làm cái việc là biên soạn. Đó là xuất xứ của bản kinh này chúng ta cần học hôm nay. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay đầu tiên chúng ta học đó là đề tài tìm hiểu về khởi giáo nhân duyên. Nhân duyên nào chúng ta học bản kinh này? Thầy thấy ở đây Phật tử rất là dễ thương, và các vị rất là tinh tấn, học pháp rất là nhanh lẹ. Nhưng có những cái căn bản nhất mà thầy hối các vị không có biết ngọ. Là vì sao? Nó có nhiều thứ vấn đề. Nhưng mà đối với thầy thì thầy vẫn cho rằng chư tăng là có lỗi trước. Thầy không dám nói trách chư tăng, nhưng mà tại vì chư tăng không có chú tâm trong vấn đề giáo dục. Do nhiều hoàn cảnh, do khả năng, do kiến thức và do sở thích nữa, hoặc là do định hướng nữa, vẫn là trách nhiệm của chư tăng. Hồi xưa có nhiều thầy cứ nói rằng mấy người Phật tử không biết hết, mấy người đó không biết hết, nói luôn à. Và tới khi lớn lên rồi, thầy đủ ý thức ra rồi, thầy mới nhìn lại, thầy mới nói: thưa quý thầy có dạy đâu mà người ta biết. Thế là quý thầy nói thầy là vô phép, nhỏ ăn nói gạn miệng vô phép. Cho nên cái này á, tỏ rằng là phải dạy dỗ. Và nếu như các vị được học đi học lại kỹ lưỡng nhiều bộ kinh, thầy tin chắc rằng ở trong đầu các vị nó thông suốt. Nó có thể không nhớ, có thể trình bày lại không được, nhưng mà các vị không còn sự nhầm lẫn nữa. Còn nhầm lẫn á, tức là mơ muội chúng sanh, mà biết việc thấy việc không có có nhầm lẫn, đó là Bồ Tát. Gặp việc không có nhầm lẫn, đó là Bồ Tát. Còn mơ muội trong việc, đó là chúng sanh. Ví dụ như ai họ vô họ chửi mình một cái, chẳng hạn như người ta nói này, thầy vô và thầy nói: chị đừng có đi theo thầy Huyền Châu, thầy Huyền Châu ông có tầm bậy trong đấy, ông ba tuần mới xuống á. Ví dụ người ta nói như thế thì sao? Thì mình, nếu như mình mà có trí á, mình nói thế nào gọi là ma ba tuần? Ma ba tuần nó ở trên cõi trời vô tướng, nó ở trên cái cõi trời giả ma thiên, mà cõi trời giả ma thiên nó sung sướng ghê lắm. Các vị biết nó cái phước lạc cõi trời giả ma thiên nó cao hơn cõi trời đau lợi mà. Cái phước lạc của nó, cái phước đức của nó lớn hơn. Là vua của cõi trời đó, là vua của cõi ma đó. Và nó có 32 tướng tốt. Tướng của nó mờ mờ hơn Đức Phật một chút thôi.
có 32 tướng tốt, nó có ngũ thông, nó có thể biến ra sơn hà đại địa. Các vị nghĩ nó có thèm tới đây chơi đây không? Nó không thèm đâu. Cái cõi này là Phật nói cái cõi này nó ngũ trược ác thế, nó không thèm tới chơi đâu. Mà nếu như nó có nói chuyện, cái đánh cấp của nó có nói chuyện thì phải là cỡ như những vị chuẩn bị chứng thành chánh quả như Đức Phật ở dưới cõi Bồ Đề đấy thì nó mới xuống thôi. Chứ còn cỡ như đạo tràng chúng ta đây là mấy ma dân chứ cũng thèm tới mà vương nữa. Vậy mà nói là ma ba tuần. Nó thầy Quyền Châu là ma ba tuần, có người nói như vậy thầy nghe thầy biết mà. Chúng ta thấy không? Nếu như mình hiểu cái trí, mình có trí mình hiểu ra. Mình hiểu ra như vậy thì mình giác ngộ. Còn mình không có hiểu ra mình nói, ồ cũng có thở nghe, có thở. Tức là mình mơ muội phải không này? Đó, cho nên thầy thưa các vị là cái trí hay chỗ đó tức là gặp việc mình giác ngộ ra thì mình là có trí. Còn mình mơ muội, mình tin theo một cách không có bằng chứng, không có cơ sở thì mình là mơ lầm trong đó. Như thế thì từ cái cơ sở này chúng ta có cách lập luận của mình, chúng ta lập luận. Trở lại vấn đề hôm nay ở đây, chúng ta đi vào học một đoạn kinh đầu tiên. Thưa các vị, có lẽ đi nhanh quá sợ không hiểu hết, không đơn giản. Cái bản kinh này thầy tính dạy trong hai pháp hội, mà thầy không biết các vị có hiểu nói nhanh kịp hay không, phải nói nhanh. Đầu tiên bản kinh này với một đoạn: tôi nghe như vậy, một thời nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại núi Bồ Đà Lạt Ca. Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu mani. Xung quanh treo nhiều tràng phan bá bảo. Gọi là bá bảo. Đoạn kinh như thế các vị hiểu không? Hiểu liền thì có gì đâu phải không? Nhưng mà mình hiểu sâu thì nó khác. Đó là gọi là hiểu qua, sơ qua là hiểu cạn. Tôi nghe như vậy, nó nằm ở trong bốn chữ gọi là như thị ngã văn. Đầu tiên, tất cả mọi bản kinh đại thừa, chúng ta phải đề cập tới yếu tố lục chúng thành tựu. Lục chúng thành tựu được gọi là sáu yếu tố để thành tựu một bản kinh đại thừa. Sáu yếu tố thành tựu một bản kinh đại thừa, đừng có nhầm lẫn là tam pháp ấn như trong này nha. Sáu yếu tố thành tựu duyên khởi của một bản kinh đại thừa. Thứ nhất là tín thành tựu. Thứ hai là văn thành tựu. Thứ ba là gì? Chú thành tựu. Thứ tư là gì? Là sứ thành tựu. Thứ năm là gì? Là thời thành tựu. Và thứ sáu là chúng thành tựu. Tín là cái pháp này có đáng tin hay không? Văn thành tựu là cái đó do ai nghe? Chú thành tựu là do ai nói? Sứ thành tựu là nói chỗ nào? Thời thành tựu là nói trong thời gian địa điểm nào? Và chúng thành tựu là trong đó gồm còn ai đã nghe nữa? Có nhiều người nghe lời đó nó chuẩn hơn là có một mình nghe. Một mình nghe nhiều khi mình nghe không có rõ, hoặc là mình nghe trong định kiến nào đó, nhiều khi nó cho mình cái hiểu sai đi. Đó gọi là lục chúng thành tựu. Ngáp chưa? Nghe tới lục chúng thành tựu là ngáp đó. Dạ, nhưng mà nói giờ thầy hát cho nghe là ngồi cười liền. Chúng ta thấy cái nghiệp không? Cái nghiệp sanh tử mình nó vậy đó. Cái nghiệp trong sanh tử là đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia vậy. Hay là hôm là đi tới nhà thờ. Hả? Phật tử thích tới nhà thờ, không thích tới chùa. Hay thiệt. Mình tu pháp môn đại thừa. Hả? Nó là kỳ. Rồi, xin mời các vị. Chúng ta trở lại vấn đề. Tôi nghe như vậy. Chữ tôi nghe như vậy nằm trong chữ như thị ngã văn. Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ qua về duyên khởi. Sau khi Đức Phật trước khi Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật đến di chuyển ở tại rừng Ta La Sông Thọ. Lúc đó đã tất cả mọi người ai ai cũng buồn khổ, các vị A-la-hán chứng quả sanh diệt. Thì các ngài nhìn thấy cuộc đời sanh diệt là lẽ thường tình, các ngài chìm sâu ở trong cái trầm tư và các pháp sanh diệt. Còn tất cả những người ở trong cái thức tình đau khổ, thì những vị đó họ khổ đau, họ nằm xuống đất, họ quằn quại khóc lóc giống như con rắn bị chích để chặt làm hai đoạn. Và nằm quằn quại khóc lóc như vậy. Cái vị mà thương tiếc Đức Phật nhất đó là Tôn giả A Nan. Xuất thân là em của Đức Phật, em họ của Đức Phật, thường ngày là một vị thị giả chăm sóc lo âu cho Đức Phật nhiều thứ. Và ngài A Nan luôn luôn nghĩ rằng Đức Phật là không có rời khỏi ngài, nhưng hôm nay
tin Đức Phật Niết Bàn, Ngài đau khổ vô cùng. Nhưng may thay, ở trong bối cảnh đó, có một vị A-la-hán tên là A-na-luật. Mặc dầu Ngài bị mù hai con mắt, nhưng mà trí tuệ thiên nhãn của Ngài nhìn xuyên thấu ba cõi và còn nhìn xuyên thấu vào thời gian sau này, Đức Thế Tôn Niết Bàn. Thế là kinh điển cần phải lưu truyền cho hậu thế và phải kiết tập kinh điển để truyền bá một cách có thứ lớp, để khỏi có sự sai quậy và không khéo tà ma ngồi đạo người ta xuyên tạc, làm hư đi giáo nghĩa của Đức Phật. Thế là tôn giá A-na-luật mới thưa Ngài A-nan, A-nan hãy đến hỏi Đức Phật, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, chúng ta cần phải kiết tập kinh điển để truyền cho hậu thế, vậy thì chúng ta lấy cái chữ gì đầu tiên? Và điều đó thưa với Đức Phật, Đức Phật nói rằng hãy lấy chữ Như Thị Ngã Văn. Chữ Như Thị Ngã Văn tại sao phải lấy như vậy? Bởi vì ngoại đạo người ta dùng những cái chữ, chẳng hạn như là cái chữ A hoặc là chữ Úm. Chữ A nghĩa là không, chữ Úm nghĩa là có. Các pháp là có hoặc là không hoặc là có. Chứ không có chuyện rằng là sắc bất thị không, không bất thị sắc. Trong đạo Phật nói rằng sự hiện hữu chỉ là duyên khởi, là hiện tượng giả hợp, và bản thể của nó là không. Cho nên chẳng biết nói làm sao, chỉ nói Như Thị Ngã Văn, đó chính là pháp khả tinh. Cái duyên khởi nó tuyệt vời như vậy, không có đi theo trường phái của ngoại đạo được. Và đặc biệt, ở trong cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất ở tại Động Tắc Bắc La, sau khi Đức Phật Niết Bàn 3 tháng, thì lúc đó Tôn giả A Nan đi vào ngồi ở trong đạo tràng và trung tuyên lại giáo pháp. Chúng ta biết rằng Đức Phật cao 1m83, Ngài A Nan cao 1m80, cao gần bằng Đức Phật. Đức Phật là có 32 tướng tốt, Ngài A Nan có 30 tướng tốt, và Ngài đã chứng quả A La Hán, thần thái của một bậc thánh được lưu xuất tại chỗ đó. Ngài ngồi xuống, thế là đại chúng họ hoang mang, lòng nhớ thương của Phật và không biết rằng cái vị đang ngồi trước mặt ta đây là có phải chăng đó là Đức Phật, hoặc là một vị Phật ở cõi nào đang vừa đây, hoặc là A Nan đã thành Phật. Cho nên Ngài A Nan nói rằng tôi nghe như vậy. Thế là đại chúng họ dứt hết tất cả lòng nghi hoặc, và Ngài nói rằng chính Ngài được nghe, và trí của Ngài A Nan như Bồ Tát Văn Thù nói rằng Phật pháp như đại hải lưu nhập an tâm, Phật pháp như biển cả rót vào trong tâm của A Nan không có mất một giọt nào. Tất cả Tam Tạng Thánh Giáo Đức Phật nói ở khắp nơi, Ngài A Nan nghe và nhớ không sai một chữ. Thế là Ngài ngồi, Ngài tụng lại hết tất cả lời dạy của Đức Phật, tụng lại 3 lần, và trong đó có 500 vị A-la-hán, họ đều xác nhận rằng lời của Ngài A-nan nói không sai một chữ nào. Đó là một điều may mắn cho chúng ta. Và cái chữ Như Thị Ngã Văn nó ra đời như vậy. Ở trong chữ Như Thị này, Ngã Văn này, đầu tiên tức là chữ Như Thị, tức là như vậy, như tức là như bất động, cái pháp đáng tin, cái pháp như vậy. Tiền nhân cũng có rất nhiều vị như vậy. Hòa thượng Thiên Hóa sau khi đã giác ngộ nhưng mà không thể nào tự ấn chứng cho mình. Mọi người đang trên đường đi vượt biên bỏ Trung Hoa đến tại Hoa Kỳ, nhưng riêng Ngài thì đi ngược lại về tại Trung Hoa để tìm cho được thiền sư gì? Thiền sư Hư Văn, nhờ Ngài ấn chứng cho. Và khi cuộc gặp nhau, nhìn thấy mặt nhau, cả hai đều chỉ nói một chữ Như Thị, Như Thị. Ngày xưa khi tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị tu hành khổ hạnh, đỡ tóc ra dài, thấy hóa thân của Đức Phật Nhiên Đăng đang đi khất thực, hóa thân trở thành một vị tỳ kheo độ chừng 25 tuổi thôi, ôm bình bát đi khất thực. Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni thấy vị tỳ kheo chuẩn bị bước qua một cái chỗ đất nó dơ bẩn, Ngài vội nằm xuống và con mời Ngài hãy đi qua, đừng dẫm chân xuống đất dơ chân của Ngài. Lòng cung kính như vậy, khổ hạnh như vậy, hóa thân của Phật Nhiên Đăng đi qua xong rồi quay lại nói rằng Như Thị, Như Thị,
Ta cũng như vậy, ngươi cũng như vậy. Ngày xưa ta cũng đã từng tu khổ hạnh và trái thân để làm cầu đường cho chư Phật đi qua. Hôm nay ngươi cũng như vậy. Trong tương lai, ngươi sẽ thành Phật ở tại của ta bà ngũ trược ác thế này, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cái chữ như thị nó rất là hay. Nó hay cả về mặt thọ ký, nó hay cả về mặt pháp nữa. Và ở đây, Ngài A Nan nói rằng tôi nghe. Cái chữ tôi này, á chúng ta đừng có hiểu chữ tôi trong văn học. Chữ tôi trong văn học, nó thể hiện cái ngã, cái tôi riêng của văn học. Còn cuộc sống mà ai mà giữ cái tôi càng nhiều thì người đó ngã mạn càng lớn. Cái ta càng lớn thì càng chết. Nhưng Ngài A Nan đã chứng A-la-hán, đã bỏ đi ngã rồi. Tại sao Ngài nói rằng tôi nghe? Bởi vì phương tiện sử dụng ngôn ngữ vậy thôi. Chứ chúng ta biết rằng Ngài đã chứng A-la-hán, đã bỏ được ngã rồi. Không còn cái tôi như chúng ta nữa. Cái tôi đây là cái tôi tâm lý phát sinh, chứ không phải là cái chơn ngã thường trụ. Tôi nghe. Nghe, nghe cái gì? Mình nghe bằng cái gì đây? Nghe bằng giọng tướng, giọng tâm? Hay là nghe bằng trí tuệ? Hay là nghe bằng cái tánh nghe? Chúng ta thường là nghe bằng giọng tướng, giọng tâm. Giọng tướng chuyện này, vọng tâm chuyện kia mà nghe. Mà nghe vọng tướng thì nó nhớ trong vọng tướng. Vọng tướng chỗ này, nó nhảy vào chỗ kia, nó lại quên chỗ nọ. Cho nên nghe rồi có khi quên khi nhớ. Còn nếu như nghe trong cái tánh nghe thường hành, thì không bao giờ có chuyện quên, nhớ và quên. Đó là những điểm thầy nói khái lược như vậy, chứ không có mối xé nữa. Đi nữa thì nó sâu quá, các vị không có lãnh hội hết được cái bản kinh này nhiều. Có bốn chữ như thị ngã văn làm chúng ta mất nhiều thời giờ rồi. Chúng ta biết nó đã qua hai yếu tố. Như thị tức là tín thành tựu, là cái niềm tin vào pháp. Và tôi nghe tức là văn thành tựu. Tôi nghe văn thành tựu. Một thuở nọ là gì? Là thời thành tựu, là thời gian. Là thành tựu một thời gian. Một thuở nọ, tại sao không nói là ngày tháng năm nào? Sao không nói là hôm nay là ngày 25 tháng 12 mà không nói tiếng nào? Tại vì sao? Bởi vì lịch số của các nước khác nhau. Đôi khi có người bị mắc kẹt những cái chuyện lạ kỳ lắm. Ví dụ như hồi xưa thầy cũng mắc kẹt nha. Thầy thấy thầy giận Ngài A Nan. Bởi vì Ngài A Nan tự nhiên đi xin Đức Phật là cho nữ giới xuất gia, thành ra làm cho chánh pháp nó tốn giảm mất 500 năm. Từ đó cho nên thầy giận Ngài A Nan. Nó Ngài A Nan thật là vô duyên làm chuyện tầm bậy. Và từ đó thầy mới nhìn mấy cô ni á. Thầy nói do mấy cô mà chánh pháp nó giảm 500 năm. Có phải vậy không? Cho nên rồi á, không có muốn nói chuyện mấy cô ni. Thấy mấy cô ni là mình né ra, nó do mấy cô mà chánh pháp nó giảm 500 năm. Tức là đó là chúng ta thấy cây mà không thấy rừng. Cái đó mà lại đang tiếc chứ, đi rừng mà thấy cây không thấy rừng. Tức là mình thấy một điểm mà mình không thấy cái khác. Chúng ta cứ nghĩ đi. Khi mà Đức Phật cho giáo đoàn ni xuất gia rồi, Đức Phật nói thế này này. Từ đây và vĩnh viễn về sau này, không bao giờ có một hiện tượng là cư sĩ người ta trải tóc ra cho các ông đi lên đó. Vì sao Đức Phật tuyên bố câu đó? Nói ông thầy kia tham lam, nói ông thầy đó tiền nhiều, nói ông thầy kia dốt nát. Nhiều khi người ta nghe rồi người ta quên. Nhưng mà nói ông thầy đó mà có gì, có tù ti tú tí gì đó chút đó, là người ta nhớ dai lắm. Phải không ạ? À, rồi bây giờ chuyện có hay không có không cần biết. Nhưng mà ông tên bà ni ở trong một chùa. À, rồi trong đêm trong tối tự nhiên mình biết cho chuyện xảy ra không? Họ nghi ngờ, chính cái sự nghi ngờ đó nó mất đi sự tôn kính. Nó không còn sự trong sáng nữa. Và Đức Phật nói rằng hôm nay trong giáo đoàn của ta đã xuất hiện ni rồi. Thì tự nhiên cái niềm tin tuyệt đối nó sẽ giảm sút xuống. Hiểu không này? Và cái pháp nó mạc là do con người chứ không phải là do pháp. À, cho nên giàu muốn hay không nữa thì Đức Phật nói là nói vậy thôi, để nâng cao cái giá trị thanh tịnh thôi. Chứ thực ra tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Con bò, con heo kia còn tu thành Phật, không chỉ là các cô ni.
Đó, nhưng mà mình hiểu không tới, mình đọc chút xíu chỗ đó vậy, bắt đầu mình chấp. Cho nên học Phật Pháp vẫn bị chấp. Cái chữ thời gian này không khéo nó sẽ chấp. Cho nên Đức Phật chỉ nói rằng là tôi nghe như là một thuở nọ, là một cái điểm vậy thôi. Tự mình sẽ nghiên cứu về lịch sử học. À, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nào gọi là Thích Ca Mâu Ni? Thích Ca nghĩa là năng nhân, Mâu Ni nghĩa là tịch mịch. Năng nhân tức là năng lực giác ngộ, tịch mịch tức là trong sự vắng lặng yên tĩnh. Chúng ta không có vắng lặng nổi, tâm hồn chúng ta nó sôi động lắm. Nó sôi động quá cho nên chúng ta đi tìm bạn. Chúng ta tìm bạn mà bạn rồi vừa nhà ai nói nghĩ thì cũng buồn quá cho nên tìm bạn trăm năm luôn. Thầy nói thật, tại vì sao? Vì trong lòng nó thiếu. Nó thiếu, nó lo rằng mình già rồi á, mình không biết chơi với ai đây. Rồi mình gần ai đây, rồi mình đâu ai lo cho mình đây. Rồi mình hết tiền của rồi lấy gì sống đây. Cho nên luôn luôn mình cứ tìm chỗ nương tựa. Nhưng mà không ngờ mình tìm cái ổ phiền não. Nó vừa nhà nó phiền não, tự nhiên thương lắm. Nó thương nhiều lắm chứ mà ta vừa nhà, tự nhiên thời gian nó hết thương mất. Nó không biết tại sao nó hết thương nữa. Rồi bắt đầu nó sinh ra là buồn quá, chán quá. Rồi phần ai nó đi chơi. Thế là một chập rồi, cho nên thủ oán. Cái ổ sinh ra phiền não mà. Còn cùng hai vợ chồng mà thương nhau, mà cần mẫn lắm á, thì cũng giữ được cái tình cảm chút xíu. Nhưng mà bắt đầu ta con cái. Ta con cái bắt đầu nó phá mình chứ. Ta phải không có nhiều người làm ăn tiền của chắc đông đó. Nhưng mà ta con cái nó phá tàn nát hết. Như vậy thì tại vì sao? Bởi vì chúng ta không có sống ở trong cái gì? Trong cái tịch mịch nổi. Thành ra thầy khư thưa các vị, bất cứ ai đã hướng tâm tới Phật Pháp, chúng ta nên chấp nhận làm một người cô độc, chứ không làm kẻ cô đơn. Trong người cô độc, mình sống một mình nó có cái niềm vui của mình. Nhưng mà mình có đạo tràng, mình có long thần hộ Pháp gần mình có Đức Phật gần mình. Lòng mình nó luôn luôn đầy đủ, và tự tánh mình nó luôn luôn là tròn đầy. Chứ không việc gì mình đi tìm đâu nữa hết. Mình chấp nhận cái quan điểm như vậy. Phật nói rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình biến mình trở thành một cái hải đảo cô đơn, một hải đảo an toàn. Không nương tựa ở đâu hết. Nương tựa ông chồng. Ông chồng thương mình thương lắm. Chứ ai ngờ đâu 10 năm sau mình phát hiện ông ta ngoại tình. Một cái phản bội đau khổ vô cùng. Có người suốt ngày cứ nói rằng anh ơi, chú đẹp không? Nói hoài. Anh chồng khen hoài cũng mệt quá. Anh nói được rồi, em rất là đẹp. Em đẹp như cái gì? Em đẹp như con hà mã. Cái chuyện đó có chứ không phải không có. Tôi đọc một cái tờ báo của Anh Quốc á, là cái cô đó, cô chưa bao giờ thấy con hà mã. Và anh chồng nói này, em đẹp như con hà mã. Cô nhớ và cô mừng, cô nghĩ rằng mình con hà mã rất là đẹp. 10 năm sau cô vô sở thú, cô thấy rằng cái con hà mã nó xấu quá. Là cô vừa cô phát đơn, cô ly hôn. Cô nói rằng là anh đã lừa gạt tôi 10 năm nay. Vậy mà tôi trong lòng cô lúc nào còn nghĩ rằng tôi là con hà mã của anh. À, thế này con hà mã nó xấu xí tới mức như thế này. Cho nên nó có những cái chuyện vô duyên, vô cớ xảy ra như vậy đó. Để làm cho con người ta đau khổ. Lẽ ra không có chuyện gì hết mà tự nhiên mình đau khổ trong đó. Giờ thì mình sống với cái mâu ni ở trong lòng của mình. Đó là mình học theo hạnh của Đức Thích Ca. À. Ngài ngự trên đạo tràng Bảo Trang Nghiêm. Ở trong cung điện của Quán Thâm Bồ Tát. Trong cung điện của Bồ Tát Quán Thâm. Quán, chứ đừng dùng chữ quan. Quán là dùng cái tâm và con mắt. Mà cái tâm là chính. Còn quan tức là quan sát, tức là con mắt thôi. Ở trong tâm không có. Thế tức là thế gian, âm tức là âm thanh. Bồ Tát nghĩa là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Tức là một người giác ngộ và làm cho chúng sanh giác ngộ theo mình. Đó gọi là Bồ Tát. Thầy thưa các vị, thầy lễ thầy phát nguyện á, cho nên có nhiều người phát tâm xuất gia. Thầy khuyên các vị thôi đừng có đi chi. Tại vì đi tu khổ lắm. À, thầy lỡ đi rồi thôi đỡ thầy đi luôn cũng được. Chứ đi tu là phải tu đại thừa, chứ tu tiểu thừa là Phật vớ trách. Mà tu đại thừa thì bản thân thầy ở nhà thầy tụng kinh cũng được, thầy niệm Phật cũng được, kinh điển thầy hiểu rồi.
nó tự nhiên đi thuê nhà, thuê cửa, rồi đi hợp đồng, rồi chạy tới chạy lui, rồi sao, rồi không khéo hôm nay các vị tới đây, ồ ông thầy giảng vui quá, thế là biến thầy thành cái kẻ hờ trên sân khấu, có sao không có được. Chúng ta thấy không, cho nên cái tu đại thừa nó mệt lắm, mà ai chấp nhận cái đại thừa thì đi, còn không chấp nhận nỗi đại thừa thì thôi đừng có đi. Chứ tu đại thừa tức là mình trách nhiệm, mình phải lấy cái niềm vui của mỗi người, lấy cái sự hiểu biết của mỗi người, lấy cái sự thành tựu của mỗi người, đó làm thành tựu cho chính mình. Đại phái có cái quan điểm đó mới tu tập được. Thành ra thấy một người Phật tử khổ cực, thấy một người Phật tử chưa hiểu đạo, tự nhiên mình nghĩ đó là trách nhiệm của mình. Và bản thân thầy thì thầy thưa rằng thầy sợ là đỡ tử đông. Thầy đông mình lo không có nổi, mình lo không chu toàn. Phật tử mình khổ cực như thế nào, buồn chán như thế nào, bị chìm đắm trong phiền não như thế nào, mình không có biết được. Mà nó cứ tới chùa nó cho tiền mình là mình nhớ. Tu thế ai tu cũng được, phải không? Thầy nói thật, làm đúng nghĩa một cái ý nghĩa một vị thầy không có đơn giản đâu, không đơn giản. Sinh tâm hổ thẹn rất là nhiều. Chư Tổ ngày xưa sống với họ như Ngài Huệ Năng, đạo tràng của Ngài sống 1.500 người. Sống suốt một đạo tràng 1.500 người. Ngài tổ chức làm sao đó mọi người có cơm ăn, có áo mặc, có sự tu tập suốt mấy chục năm. Mà người ta hòa hợp, người ta thanh tịnh, người ta chứng quả ào ào hết. Còn bây giờ coi như mình ấy, cái quả gì đâu thấy, mà thấy chỉ có quả công thôi, chứ không có công quả gì hết. Biết quả công không? À, nó lúa nó cháy á, gọi là quả công. Cho nên là cái mình nó cháy hết rồi. Thế nên là từ chỗ này mình phải nhận định lại cho bản thân mình là một vị Bồ Tát, phát tâm làm như, mà mình chấp nhận là một vị Bồ Tát thì mình luôn luôn tìm cách làm sao để mình hiểu rằng tại sao người ta làm như vậy. Đó là yếu tố rất quan trọng. Người ta buồn như thế nào đó, người ta thiếu kiến thức như thế nào đó mà người ta làm sai quá như vậy, chứ không có cái ý niệm là trách cứ. Bồ Tát phải như vậy. Ở tại núi Bồ Đà Lạt Ca, nghĩa là Quang Minh Sơn. Núi này nó có cái hình bát giác, hình bát giác. Ở tại Nam Ấn á, tại Nam Ấn. Đức Phật ngồi trên tòa sư tử. Tòa sư tử ý là chỗ của Đức Phật ngồi giảng pháp, lời của Đức Phật nói tức là gì? Là như sư tử hống. Chỗ Phật ngồi tức là gì? Tức là tòa sư tử. Chúng ta đệ tử của Phật gọi là sư tử con. Mà ai hung dữ quá là sư tử Hà Đông. Phải thấy không? Bây giờ thưa các vị nhìn thấy cái micro nào phải không? Các vị nhìn thấy, các vị nghĩ vào nó thì đó là gì? Con mắt mình nhìn, cái con mắt mình nhìn, cái micro này là cái vật mình thấy, và mình nhận ra được đây là cái micro nó khác với cái lãnh hoa này, thì đó là sự phân biệt. Cái phân biệt, khả năng phân biệt này phải có mặt của thức. Mà cái thức á, nó giống như là nó nương tựa vô cái con mắt với cái đối tượng của màu sắc. Nếu như không có màu sắc nó không thấy, mà có màu sắc mà không có con mắt cũng không thấy. Cho nên mắt và màu sắc nó kết hợp, nó ra cái thức. Cái thức này nó cứ chạy nhảy ở trong thời gian này. Lỗ tai để nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, nó cứ vậy, nó cứ nhảy như vậy đó. Đó là sống ở trong tâm thức sanh diệt. Hiểu chưa này? Và đó là cái mà chúng ta cứ thường nhầm lẫn, đó chính là nội tâm của mình. Hôm nay chúng ta không nhầm lẫn nó nữa. Chúng ta biết đó là cái loại thức tâm sinh diệt. Nó sinh diệt theo hoàn cảnh. Đi học tới chiều nay các vị vừa. Các vị lái xe các vợ, các vị lái xe vợ, thấy vui quá, học pháp này vui quá. Bây giờ mình vừa đi, mình vừa nghiêu nga, mình hát một bài ca. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, chẳng hạn nhé. Mình nghiêu nga, mình hát, mình đi. Mình đi, mình thấy khi một cái kích ở trước nhà mình, mình thấy nhà mình nó cháy. Tức là sao? Cái thực tế nó không phải như vậy nữa. Tại vì cái quá trình mình đi, mình vui là tại vì mình ôm một cái ký ức ở tại đây. Mà mình đi mình vui vui như vậy. Nhưng mà giờ mình nhìn thấy nó không phải, cái nhà đang cháy. Thì là lúc đó cái niềm vui nó tan đi, cái niềm vui nó diệt. Và cái sự lo lắng sợ hãi kia nó sinh.
ta gọi là xuân diệt, hiểu chưa? Như vậy cái xuân diệt này nó tùy vào cái hoàn cảnh, và mình chạy theo nó, mình cuốn theo nó thì mình sao bị cánh nó dẫn. Còn mình tu tức là mình ngồi im lại thì đó là mình dẫn cánh. Cho nên tâm không chạy theo vật thì vật sẽ chạy theo tâm, đó là một bí quyết. Hiểu chưa này? Đừng có chạy theo vật nữa thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó sẽ đầy đủ trong tâm mình hết. Rồi, đó là một vị A-la-hán vô sanh, ngài có đầy đủ phước đức xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của thế gian này. Chúng ta thì không sợ chỗ này, ai cho mình bao nhiêu mình cứ nhận tha hồ, cho càng nhiều thì càng tốt, còn cảm ơn người ta nữa. Nhưng mà các vị tu hành thì họ sợ, tại vì họ sợ họ không có đủ phước, họ nhận nhiều nó suy giảm phước của họ, cho nên họ không dám nhận. Còn chúng ta thì càng nhiều càng tốt. Thì mình điếc ở đâu sợ súng đâu. Chừng nào mà hết phước rồi cái nó thân tới nó suy sụp rồi mới hiểu ra chứ. Giữa cái phước và cái thân này nó cân bằng với nhau. Cân bằng với nhau. Cái người kia là nghèo khổ lắm, sống vất vả vất vướng như vậy, hôm nọ tự nhiên trúng với số mừng quá ngã ngựa chết. Không đủ phước á. Mạng sống dừng liền lập tức. À, cho nên ông bà mình thường thường nói có khi là của đi thay người đó. À, có khi nó mất của như vậy nhưng mà mạng mình nó bảo toàn. Mình cứ tiếc cái của đó, mình nghĩ mình không sao. À, cho nên mình sai lầm chỗ đó. Tất cả đều là do nhân duyên hết á. Vị A-la-hán tu hành thập địa, tức là tu cái hạnh thập địa, tức là hạnh gì? Hạnh thập địa Bồ-Tát. Tức là những vị A-la-hán mà hồi tâm đại A-la-hán, phát tâm giáo hóa chúng sinh. Trong ấy, ngài Mahakajip làm thượng thủ, tức là đời tử của Phật, tôn giả Mahakajip làm thượng thủ. Ở trong đạo tràng, đây là đang kể về trong đạo tràng, rất đông những tầng lớp như vậy. Lại có Phạm Ma La Thiên. Phạm Ma La Thiên đó là chỉ cho ai? Chỉ cho, đó là tên của Thiên Chủ của gì? Của Phạm Thiên. Của Phạm Thiên. Ngài vị ấy tên là Thiện Tra Phạm Ma, làm thượng thủ đến dự trong pháp hội này. Lại có ai? Lại có bà Tám đến dự trong pháp hội này. Đúng vậy chứ, trong pháp hội thì có nhiều chứ. Chứ trong khi chúng ta đang học ở đây cũng có khi là có Long Thần Hộ Pháp, có bao nhiêu người, cũng có bà Tám nữa chứ. Và bà Tám là gì? Là thượng thủ ở nhà bếp. À, lại có nhà bếp làm thượng thủ. Cho nên là tất cả hội chúng đều văn tập đầy đủ hết. Lại có vô lượng chư thiên ở cõi dục, cõi dục giới á, tức là từ trần thời đau lợi tứ thiên vương trở lên, trên tứ thiên vương à. Làm ở trong đó có ngài Cù Bà Già làm thượng thủ. Lại có vô lượng hộ thế tứ thiên vương, chẳng như là Đông Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương. Đó là bốn vị tứ thiên vương. Bốn vị này canh giữ lúc mà Đức Phật thọ thai. À, xin lỗi, Đức Phật mà giáng sinh ấy. Đức Phật mà ở trong bụng mẹ. Thì bốn vị thiên vương này họ canh giữ, không để cho Hoàng hậu Maya bị những cái chướng ngại này kia. À, và không phải chỉ có bốn vị này không, mà mỗi quốc độ lại có bốn vị tứ thiên vương như vậy. Và có vô lượng quốc độ, vô lượng tứ thiên vương cũng đến tại gì? Tại cung điện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc bây giờ ở trong đó có ngài được đầu lại tra làm thượng thú. Lại có vô lượng thiên long dạ xoa càng thác bà Atula Ca Lậu La Khấn Na La Ma Hậu La Già Nhân và Phi Nhân. Thiên là trời, long tức là gì? Là rồng. Dạ xoa nó có tóc tật dạ xoa, địa hành dạ xoa và gì? Và phi hành, địa hành dạ xoa và địa hành la sát. Cái dạ xoa mà có phước á thì nó bay trên trời, rồi nó bay lưng chừng trên mặt đất, trên mặt đất gọi là tóc tật dạ xoa, và chạy trên mặt đất gọi là địa hành la sát. Thường thường địa hành la sát là nữ, còn chạy ở trên bay trên cao là dạ xoa. Thành ra mà người hung dữ quá người ta gọi là bà la sát. Người ta nói như vậy là hung dữ quá đó. Cái chữ nghĩa nó có hay, nó có ám chỉ những điều nào đó rất hay.
Càng Thác Bà, Càng Thác Bà trên đầu có một cái sừng. Càng Thác Bà thân không có hình dáng, chỉ khi Phật phóng hào quang thì mới thấy thân của ông ta hiện ra, hoặc là nghe tiếng nhạc, tức là âm thanh và ánh sáng mới thấy thân của ông ta. Thành đây chính là nhạc trời. Càng Thác Bà là một cái loài chúng sinh chơi nhạc hay nhất trong ba cõi. Khi mà có lần ngài, chúng ta biết nghe, ngài Xá Lợi Phất mà ngồi thiền á, ngài Mục Kiền Liên dùng hết thần lực của mình để kéo ngài Xá Lợi Phất mà kéo không nổi chiếc áo. Vậy mà Càng Thác Bà nó đàn, ngài Xá Lợi Phất đứng lên nhảy. Đại chúng họ ngạc nhiên quá, A La Hán ngồi thiền mà bị tiếng nhạc chi phối. Thì Đức Phật mới nói rằng là Xá Lợi Phất nhiều kiếp trước là một vị nhạc công rất giỏi. Cho nên mặc dầu ngài không có thể hiện lên trong đời sống thường nhật, nhưng mà cái tiếng, cái âm thanh mơ hoặc của nhạc Càng Thác Bà nó đi vô trong định được. Thành ra Càng Thác Bà có thể dùng âm thanh để có thể sai khiến con người chúng ta. Gửi gớm như vậy đó, cái sức mạnh của âm thanh đó. Atula thường nó không có cõi nào hết nghe. Có ba cõi, ba loại Atula. Atula ở trên dưới cái tầng trời tứ thiên vương. Atula đó là do chư thiên trên cõi trời hết bước hay là phạm pháp mà đọa xuống Atula, hiểu chưa? Rồi Atula ở thấp hơn cõi trời tứ thiên vương chút nữa, thì loại Atula đó là thường là ở trong con người tu hành đại thừa mà tâm không bỏ được sân hận, nhờ cái thần lực đó mà có thần thông bay nhảy tự tại, nhưng vì cái sân kia mà chiêu cảm thân Atula. Còn có những loài súc sinh, có những loài trong địa ngục trả cái quả báo hết rồi, sinh ra cũng làm loài Atula, nhưng mà loài Atula này ở dưới đáy biển thì bị nước nó đè chết làm sao? Họ không phải. Ở dưới đáy biển nó có một cái vùng này nó trống, nước biển không có chìm xuống. Chỗ này ai tin không? Có thể các vị không tin, và điều này chỉ có ai thấy mới tin, còn không thấy không thể tin được nước không chìm xuống. Nhưng mà ở trong đáy biển có cái chỗ đó. Loài Atula này ban ngày thì dạo chơi trên hư không, ban đêm thì xuống dưới đáy biển mà ngủ. Và ở trên đầu của họ, ở trên những tòa nhà của họ, nó có một ngọn gió thổi rất là mạnh. Ngọn gió này thổi rất là mạnh và nước không thể chìm xuống được. Đó gọi là gió định phong, gió tri phong. Hai ngọn gió đó nó duy trì như vậy. Ở dưới đây nó có một khoảng trống, cung điện lầu các trang nghiêm. Những loài Atula đó cũng có phước, nhưng mà không bằng loài trên trời. Cho nên cảnh giới Atula nó không thuộc gì cõi nào hết. Ví dụ biển cũng có, lưng chừng của người cũng có, mà trên lưng chừng trời cũng có. Thành ra không xếp nó theo một cái chỗ rõ ràng, thì có chỗ gọi là ngũ đạo. Trong kinh có những chỗ gọi là ngũ đạo là trừ Atula ra. Còn nói tới lục đạo là chúng ta hiểu ở trong đó có Atula. Thấy chỗ này? Chỗ này các vị hồi giờ có nghe ai nói chưa? Chưa nói hả? Nói tầm bậy mới nghe thầy nói mà sao chưa? Mới nghe nói rõ ràng nó chưa. Khấn na la tức là thần rắn, ma hầu la già cũng là thần rắn. Nhân phi nhân, nhân là người, và phi nhân tức là những cái loài không phải là người, nhưng mà là người mà không phải là người. Vì sao? Bởi vì những cái loài tròn tinh, những loài yêu quái nó tu hành cả ngàn năm và nó có thể hiện ra được cái thân người, nhưng mà nó không phải là người, đó gọi là loài phi nhân. Những loài phi nhân này, có những loài phi nhân hại người, nhưng mà có những loài phi nhân biết tu tập. Họ tu tập nhiều lắm chứ không phải đơn giản đâu. Họ tu còn siêng hơn mình đó. Lại có vô lượng chư thiên nữ ở cõi trời dục giới câu hội. Tức là trong pháp hội này không phải bà Tám không mà còn có các vị nữa. Chư thiên nữ ở trong cõi trời dục giới cũng đến dự trong pháp hội.
Nói như thế để chúng ta thấy hình dung cái pháp hội tống tùy Đại La Ni tại cung điện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tất cả những cái đối tượng từ Bồ Tát cho tới Thiên Nữ, từ cao tới thấp rất là nhiều. Thành ra hôm nay chúng ta đã khai kinh, chúng ta nguyện cầu, và trong pháp hội này tâm khởi lên như vậy, tự nó sẽ chiêu cảm đến vô lượng chúng sinh trong pháp giới. Đó là một điều phải tin tưởng như vậy. Ở trong đấy có ngài Mục Đồng Thiên Nữ làm thượng thú, lại có vô lượng thần hư không, thần giang hải. Thần hư không là thần trên gì, trên hư không. Thần giang hải là thần sông biển, và thần tuyền nguyên. Tuyền nguyên mình khó hiểu chữ này, chứ mà gọi là thần suối nguồn. Thần suối nguồn, thầy có gặp ông này rồi. Thần suối nguồn trong rừng sâu đó, có gặp một lần rồi. Có những chuyện lạ kỳ lắm. Thần hà chiếu đó là thần sông hồ, thần dược thảo, thần cây cối đó, thần thỏ lâm là thần ở trong rừng, thần xá trạch là thần nhà cửa. Thần nhà cửa, trong nhà trong cửa cũng có thần. Không biết, nhưng mà có thần thì cũng có loại là thiện thần, có loại là ác thần. Tu tập thì có thiện thần họ theo, còn khởi tâm ác thì thiện thần họ bỏ, họ đi hết. Rồi ác thần họ tới, họ làm bạn với mình. Hồi xưa ông bà mình giáo dục hay lắm nghe không? Giáo dục hay lắm. Tức là mấy cô gái mà cứ đứng ngang ở cửa đó, là ông bà mình nói đừng đứng ngang cửa, ông thằng cửa ông quê. Nói hay lắm. Cái cửa ngày xưa nhà nó nhỏ, cửa nó nhỏ, mà cứ đứng chỗ đó người ta đi qua quẹt một cái, lại quẹt một cái cho vui. Nó mất đi cái nết hạnh đi. Hay là mặc đồ mỏng, người ta trong nhà người ta nhìn ánh sáng nó qua chiếu vô, có nhiều người ta thấy hết. Cho nên là nó mất cái nết hạnh. Thật ông bà mình nó nói đừng có đứng giữa cửa, đứng giữa cửa ông thần cửa ông quế. Nói không nghe, nhưng mà nói thần cửa quế thì lại nghe lại sợ. Đó là một cách giáo dục rất là hay của ông bà mình ngày xưa. Đó là dùng tôn giáo, dùng cái thần linh để giáo hóa. Con người mà không sợ quý thần, không sợ nhân quả, người đó họ làm bất cứ chuyện gì cũng được. Có người biết sợ nhân quả, sợ thần linh, sợ kiếp trước kiếp sau thì họ không dám. Thần xá trạch, thần cung điện, thủy thần, hỏa thần, địa thần, phong thần, thổ thần, sơn thần, thạch thần và gì nữa. Già mệt quá cho nên tam thần. Có tam thần không? Ráng học cho em, chứ học cũng chập mệt quá rồi, nói cho con tam thần luôn. Tất cả các chư thần đều đến văn tập, đến câu hội tại cung điện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong đại hội, mật phóng ánh sáng thần thông chiếu khắp mười phương sát độ. Sát độ là sao? Lấy cõi đất này nghiêng ra làm bụi, mỗi hạt bụi như vậy là một quốc độ. Và ánh sáng của Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu khắp các quốc độ, trùm hết tất cả các sát độ như vậy, cái vô lượng quốc độ như vậy. Và ánh sáng thần thông quang minh chiếu khắp mười phương sát độ, cõi tham thiên đại thiên thế giới này được biến thành sắc vàng. Tức là do ánh sáng nó chiếu rực hơn tất cả loại khác, cho nên nó lấn lướt hết tất cả mọi màu sắc. Và Bồ Tát Quán Thế Âm phóng hào quang như vậy khiến cho các cung điện từ Thiên Cung, Lâm Cung cho đến các cung điện của các vị tôn thần thấy đều chấn động. Rồi chuyện gì xảy ra? Có lẽ chiều nay chúng ta tiếp. Bây giờ tới giờ rồi, chúng ta phải nghỉ thôi. Tại vì chúng ta theo giờ chúng ta làm việc. A Di Đà Phật. Các vị hồi sớm nghe có hiểu được không? Hiểu được gì không? Và chúng ta thấy cái nội dung, cái thần thái của pháp hội, chúng ta thấy từ từ chúng ta sẽ thấy ra cái chú Đại Bi nó ra đời trong một hoàn cảnh đó. Và chúng ta nhận sâu trong đầu mình, sau này các vị trì chú Đại Bi đọc một lần, thầy tin chắc rằng nó sẽ có giá trị sắp trăm lần. Tại vì tâm của các vị đã hiểu như vậy rồi. Các vị ngồi khởi trì một biến Đại Bi bằng mình trì 100 biến Đại Bi lúc mình chưa học, với cái giá trị rất lớn lao như vậy. Cho nên thầy cố gắng, thầy hướng dẫn từng chữ từng chữ, và thầy hy vọng trong đạo tràng chúng ta nỗ lực. Có thể rằng là đạo tràng nó tự do mà, có ai có thể là rủ bạn bè cùng đi, thôi mình giảm bớt cái chuyện thế tục cũng được, cứ giảm bớt đi. Và thầy cũng nhắc lại một lần nữa, tức là
tuổi trẻ trẻ thì cũng có niềm vui chút xíu, nhưng mà khi lớn rồi thì chúng ta tìm cái niềm vui thanh cao ở trong đạo tràng, và chúng ta tìm cái sự giải thoát của nội tâm bằng sự tu tập, học hỏi, lãnh hội kinh giáo, đó là điều quan trọng. Cho nên thầy mong rằng trong đạo tràng chúng ta có thể rằng chúng ta tự thông tin với nhau, bởi vì thầy không có hiểu nhiều ở đây, mà nếu như các vị bỏ lỡ cơ hội thì rất là uổng. Và thầy cũng đã thưa với các vị rồi là tất cả mọi bản kinh ở tại vùng Nam Cali này thầy giảng một lần thôi, thầy không có giảng lại lần thứ hai nữa. Thầy đại lời nối ra một lần rồi, sau đó các vị muốn nghe thì tự học, tự tìm. Ví dụ như kinh Địa Tạng cũng vậy, là học tới phẩm thứ 8 rồi, còn 5 phẩm nữa là xong, thì thầy cũng dứt khoát thầy không có giảng lại lần thứ hai nữa. Đó. Thành ra cho nên là mình học qua được một lần, mình cố gắng mình nắm bắt, đừng bỏ cái giá trị và ý nghĩa của nó. Hoa Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta ngồi im cũng được, hồi hướng, đứng lại nó chê cái máy. Nguyện đem công đức